everybody. We in San Antonio Notch Parkway. Tụi em đi coi lá mùa thu ở Franco nhà. Yeah, hôm nay trời không có nắng nhưng mà cũng rất là đẹp. Đây mấy chị em nhà em đây. Hello everybody. Hello mấy chị ơi. Hello mấy chị.
Trời ơi sao đẹp lắm nè mấy chị. Đây, hôm nay trời không có nắng nhưng mà cũng rất là đẹp. Đây ở sau mình đẹp lắm nè mọi người ơi. Đây. Đây lá mùa thu ở sau. Cảnh đẹp lắm. Beautiful. Wow, mấy nàng đẹp quá nè đó. Đây là chuẩn bị tụi em đi qua Ecolec. Nhưng mà thấy ở đây cảnh đẹp quá nên ghé thăm ở đây luôn. Đây trời đẹp quá. Đây là chỗ này cho dành cho bà con chụp hình. Hello anh. Đẹp không? Thấy giống như tranh vẽ ha. Đó, anh này nói giống như tranh vẽ luôn. Đây, mấy chị em nhà em nè, điệu quá nè. Trời, đẹp quá. Đây cả nhà ơi, mình quay cho mọi người coi nha. Ở sau này đẹp lắm luôn. Đây. Sau lưng mình đẹp quá luôn. Ở dưới đây là thác nước. À, thác nước ở dưới đây nè mọi người. Ôi trời, nhìn sợ quá. Em điệu nha em. Hello everyone, we are in Franconia. Cảnh này đẹp luôn, quá luôn nè. So beautiful. Đẹp quá. Các chị nhà em nè. Mấy chị em đi coi lá mùa thu, cảnh đẹp quá nên bà con đứng đây chụp hình quay phim. Đây quay cho mọi người coi một vòng nha. So beautiful up here guys. This side. Lake down here, kind of scary. Chắc nước ở dưới đó. Đẹp không chị? Về là nhớ New Hampshire ha. Về là nhớ New Hampshire, cảnh đẹp quá ha chị ha. Wow. Em nói là đáng lẽ là định đi một tuần tới nhưng mà nói mấy chị về thôi đi tuần này luôn. Rồi mấy chị đẹp nhà em nè. Anh chụp hình là có tâm ghê nha. Hi guys. Cảnh mùa thu ở quê em. Beautiful fall. Đây mấy chị em nhà em đây đẹp lắm. Không có lạnh lắm. Yeah, hôm nay trời cũng không có lạnh lắm. Beautiful day. Thu nè mọi người, sau lá đẹp lắm. Beautiful fall guys. Yeah. Bây giờ tụi em đi trên đi leo núi nha. Chút nữa quay cho mọi người coi nha. So beautiful. Đẹp quá à, cả nhà. Trên đây hôm nay lá đổi màu rất là đẹp. Ôi chị điệu nhà em
này dân chơi không sợ mưa rơi, hôm qua ai cũng ngủ có mấy tiếng mà hôm nay tỉnh queo luôn à. Quá trời tỉnh rồi. Trời trời mưa trời đi thì là mấy ngày rồi, 10 ngày rồi chứ chứ. Ngày quá trời đi. Ở vậy á. Đi xong rồi đi xong. Bây giờ tụi em đi leo núi nha mọi người ơi, chút nữa quay cho mọi người coi nha. Đây, bây giờ chuẩn bị mọi người leo núi. Chuẩn bị tụi em leo núi nha. Xình quá ai cũng lùm lùm. Không đứng chung. Chi, qua góc trên kia kìa. Đó, leo lên đồi trên kia. Đó. Thì đó, em mới nói là leo lên đồi đó đi. Qua bên cái đồi đó đi. Ở trên kia nó có cái đồi trên nhà. Nó có cái đồi. Đó, nhà ở trên đó đẹp quá trời. Đi qua đó đi mấy chị. Đóng cửa lại, khóa lại nha. Trời ơi, chị đẹp nhà em nè. Ủa, tại sao lấy mình không chạy qua? Trời, cảnh đẹp quá. Đi, qua bên đây nè. Qua đây. Đi đi mấy chị ơi. Quay. Cảnh đẹp quá nè. Đẹp ha. Vô đây, vô đây. Hello. Ai muốn lên xe rồi? Đi. Lên xe đi tiếp. Mỗi năm phải qua đang còn gặp bánh trong kia nữa chứ. À, ăn bánh mì đi nè. Mọi người dừng chân ăn bánh mì cho đỡ đói. Ngon không anh Thi? Ngon ha. Giờ đói ngon quá ha. Bánh mì thịt nè mọi người ơi. Đói quá. Chưa leo mà đã đói. Chưa leo mà đã đói rồi. Bởi chưa leo mà đã đói rồi nè. Ngon chị. Đặc biệt lắm á. Rồi, cảm ơn chợ Sài Gòn nè. Hay. Dạ. Eat some. Eat some. Đây bà con. Hi guys. Ăn lên. Đói rồi. Đói đi rung chân ráng chịu nha. Ai hoa hồi rung chân ráng chịu. Đứng vô đây chị. Ngon quá nè. Lấy bụng ăn bánh mì ngon ha. Chị Phượng ăn thêm không? Chuột nè. Đủ rồi.
chị em đi đi leo núi Omen. Núi Omen trên đây. Chưa, chút nữa mình lên trên cái trail trên đó đó chị. Có cái hồ con. Nay bà con cũng đi leo núi quá trời. We stop by here and have lunch. The weather here a little cool but nice. Very nice. Huh? Not bad. Trời này good mà. Mát mát leo núi nó đỡ lạnh. Tụi em đi leo núi Omen. Omen, young man không muốn đi Omen à. Ok. Ok, có sức đi Omen chưa? Ok, giờ young man không muốn đi Omen nè mọi người ơi. Yeah, giờ ăn no rồi, giờ mọi người đang đi leo núi. Trời tưởng không có nắng chứ mà lên đây nắng đẹp quá. Trời, biết là trời hết đẹp. Người ta ngồi trời, người ta biết cái thế nào. Ăn no rồi, giờ đi có sức rồi phải không? Sức rồi, nhiều sức. Giờ đi có sức rồi phải không? Cô ấy nói chuyện. Bây giờ tụi em đi lên trên đó nha. Chưa. Thank you.
muốn bước tiếp cùng em đến nơi phúc muôn trùng. Và em muốn nói yêu em không dù đã sau những lần cuối cùng. Và em có biết không, anh đã sắp xếp tất cả. Chờ đến một ngày em nói đồng ý thì anh sẽ sống em về đây. Bởi là thanh thiếu niên gì mà đi gì mà yêu quá. Phải chăng chúng ta giờ đây đã hết? Thật sao còn đau nhưng bây giờ mình đi qua bên kia đi ha. Gọi anh Thi đi. Qua bên Escalade. Bây giờ mình mua vé mình đi lên trên đỉnh núi nhưng mà phải đợi một tiếng đồng hồ nữa mọi người. Giờ mình phải đi bộ vòng vòng đi chơi đi. Mấy chị này hồi nữa mình đi lên trên đó đó, thấy không? Đó lên trên cái trail trên đó. Đi qua cái lách này đi. Cái trail đó. Đi qua cái lách này. Đó, không? Đó, thấy không? Đó mình muốn đi trên kia kìa. Trong tay thằng yêu ai em đâu hay anh đâu. Đi xe kia mà leo núi.
coi chừng rớt phone á. Chuẩn bị lên núi nha. Trời sẽ đưa đau. Mấy anh kia đu tội nghiệp quá à. Kia đu tội nghiệp quá. Đu quá trời đu quá. Bây giờ tụi em lên núi nha bà con. Quay cho mọi người coi nè. Trời cảnh đẹp hồ đẹp chứ. Quay qua lại cho mọi người coi nha. Rớt phone. Oh my god, đẹp lắm nè mọi người ơi, quay cho mọi người coi nha. Oh wow, đó. Như đó đẹp chưa? Oh, thác nước nó đẹp quá trời luôn. Đây là núi. Để quay lại cho mọi người coi nha. Mình không có ấy. Bên kia rớt thật. Anh có chừng rớt phone. Oh my god. Oh, lên đây nó lùng bụng cái lỗ tai quá. Oh, scary. Oh my god, it's so scary! Wow, we're on the top! Bà con đi đông quá trời luôn nè. Nhẹt xe luôn. Tụi em đang đi lên chính là ổng bụng luôn. Có đường ra thì mới coi. Oh my god. They stop us here? Yes. Sure? Stop, yes, yeah, stop and you mean get out. We're on the top of the mountain. Yes. Đi ra cái chỗ nào mình đi chụp hình đó, ra cái chỗ nào mình đây, oh wow, nhìn sợ quá. Scary. Oh no no, we go out here. We go out here. Okay, mình đi vô đây nè. Trên đỉnh núi nha. Bây giờ mình đi ra núi mình coi nè. Hơi sợ một chút. Lên tới đỉnh hơi sợ một chút. Ờ đây. Mấy cái chỗ mà ngồi này ghê quá.
chỗ đó mới đẹp á, lên chỗ đó mới đẹp á. Dạ yeah. Ở đó tụi em đi cái đó đó. Đây, đây là chân đỉnh núi nè mọi người. Sao rớt được, nó không sao hết á. Ghê quá, mình nhìn thấy ghê. Đứng đây nhảy lại chụp đẹp nè. Xuống đây coi nè. Mấy người kia đâu mất tiêu rồi. Không biết nữa. Lên đỉnh đã lắm, mấy chị không lên. Bên kia đi đường. Không, đi đường khác, không có vô đây. Thì bây giờ đi xuống đây coi một chút coi nãy em chưa vô đây nè. Oh, hello. It's beautiful up there. Oh, wow, keep going. All right, we're gonna keep going. Nhưng mà ý là nó mấy giờ. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Thank you so much. Wow, cho lên đây mình sẽ tìm những cảnh đẹp quay cho mọi người coi nha. Hôm nay trời beautiful luôn. Nay tưởng mưa mọi người. Đó, nên là tụi em tưởng mưa. Đi nhanh. Hôm nay một ngày đi bộ quá tuyệt vời luôn cả nhà. Hồi nãy xong xuống đó chụp phần chụp hả? Thôi được rồi, bây giờ cứ đi tiếp đi. Nãy chắc anh Thi anh đi vô đây chắc. À. Trời ơi, hôm nay đi bộ trời vừa nắng vừa mát mát gió tuyệt vời ha chị. Hả? Đi. Ủa đâu? Ủa chị Chi ơi, như vậy? Ô trời anh ơi ghê quá, sao quá vậy? Ồ vậy hả? Oh my god, scary. Oh my god, vậy hả? Oh my god, ghê quá. Đây, hành tây nè. Oh my god. Wow, dưới đây, dưới đỉnh luôn nè mọi người. Wow, cảnh đẹp quá trời luôn. Oh my god, it's kind of scary down here. Chịu anh ơi, no, don't go down there. Chịu anh, no, don't go there. It's scary. Oh my god. You guys make me scared.
leo núi xỉn luôn mọi người ơi. hôm nay good workout luôn. Bây giờ tụi em lên trên đỉnh nữa nha. À, nãy ở dưới đỉnh này giờ lên đỉnh. Đỉnh lên một chưa đã, giờ lên hai nha. Hôm nay trời rất là đẹp mọi người. It's gorgeous day up here. I thought it's gonna rain, but it's beautiful. Oh wow, right here too. Wow, right here. Hey, qua cho mọi người coi nha. Đó, bà con ra đây chụp hình nè. Đẹp lắm nè. Đây, ra đây chụp hình cho mọi người coi. Quay phim cho mọi người coi nha. Đi thôi đi. Cảnh đẹp quá ha. Đó, giờ mấy chị này muốn lên trên đỉnh. À, lên đỉnh đi. Nãy em lên rồi. Phượng lên đỉnh được 2 lần luôn á. Sướng rồi. Rồi vậy giờ đi. Mới lên vừa đỉnh cái tô mẹ thôi. Hồi nãy em lên rồi. Mấy chị chưa lên, giờ lên đi. Đây, bây giờ tụi em leo núi xong rồi, bây giờ đi xuống đây. Lên đã rồi giờ xuống nha. Tụi em đi xuống núi nha. Lên đã rồi giờ xuống nha. Lên xuống núi lên. Lên đỉnh luôn á. Lên cao tới đỉnh núi, bây giờ mình đi xuống. Trên cao đẹp quá nè. Sợ ông Ngọc. Hai nàng xã ông lên trên đỉnh rồi giờ xuống nha. Rồi đó, bây giờ đi xuống. Trên đây đẹp quá trời. Wow. Trời đẹp quá ha. Trời nắng đang hâm nắng. Nay trời nắng đẹp quá trời. Dùm cho nó gần gần chút, thấy được cái đá lộ. Đẹp quá ha. Đông người ta ski. Trời ơi đẹp quá. Mùa đông á người ta lên đây người ta trượt tuyết á. Quá. Wow. Beautiful.
phường chụp sao mà người lên người xuống đó. Ồ, đó hãy xe bên này. Em đang trên núi xuống beautiful. Chơi về leo núi về đói quá rồi, giờ tụi em ngồi đây ăn bánh mì. Ăn bánh mì đỡ đói. Hôm nay cảm ơn chị Oanh nè. Trời ơi, ra chợ Sài Gòn vớt mớ bánh mì thịt ngon quá. Người kia đu quýt nè, trái cây nho, ăn miếng để lấy sức một chút nữa leo bên núi bên kia. Hôm nay đi một cái rồi, giờ mình đi thêm một cái nữa. Nay thời tiết đẹp quá ha. Dùng quay cái đít qua coi. Đứng quay đít quay mông à. Mời cả nhà ăn quýt nha. Này, ăn quýt, ăn sandwich. Đói quá. Quýt gì? Đây, mời cả nhà ăn nho luôn. Quýt gì Phương? Mời chị ăn quýt. Mời chị ăn quýt. Mời chị ăn quýt. Mới được đưa đó. Mấy đứa chị chạy. Ngồi đang lý tưởng ha. Anh Thi có ăn quýt không? Anh Thi có ăn quýt không? Nay tụi em leo núi, giờ đói quá, giờ ăn ăn bánh mì với là ăn quệt. Đói quá bây giờ ăn quệt. Ăn ăn nho và ăn quệt. Dung có ăn quệt không? Ăn quệt. Mà Dung không hiểu chứ ăn quệt là ăn gì. Ăn quệt không? Ăn, ăn quệt ngon. Ăn quệt ngon. Ăn quệt ngon. Ăn quệt xong rồi em lại dẹp em chày. Trong đó là dịch trong đó là hôn nhà. Cùi bố đi không gắn luôn, cùi bố đi không gắn luôn, dù mà mi gắn cả hàm mi mới gắn. Bố đi không có gắn luôn. Không có răng là không có sao á, không có gì đâu. Lên đường mòn chụp nè. Tụi em leo thêm một cái núi nữa, kêu là Addis Bluff Trail. Okay. Lên núi, giờ ăn có sức rồi, giờ leo đi. Yeah, you follow the red. Follow this red here. It's beautiful up there, guys. Yeah? Okay. Now we're gonna go all the way up.
Yeah, nha, thấy không? Thấy mấy cái dấu đỏ đỏ này không? Là mình đi theo mấy cái dấu này nha. Yeah. Rồi, đi. Đi theo cái mũi đi. Đó, no, đi theo cái tree đó. See? The red. Sure you want to go no, here? No, đi nè, right there, see? Có cái bảng hướng dẫn. Có cái bảng nha. Nó có, phải có cái bảng của người ta bởi vì đi cũng bị lớn. No, oh. Bây giờ 5 giờ xuống là tối rồi đó. Đây, giờ leo núi tiếp. Ê, lại lên. Đây, hôm nay tụi em lên theo cái núi khác nữa. Ráng lên. Giờ là mình... We follow the trail to go up to the artist bluff. Này, good workout, right? Good workout. À đó, giờ là theo cái này mà đi nè. Đây nó vẽ cho mình sẵn nè. Đó, đi lên trên kia nè mọi người. Trời, cây gì mà kéo ra kéo vô ghê vậy? Cây gì kéo ra kéo vô? It's beautiful up there? Yeah, it's nice. Nice. Someone got married up there. Oh, somebody got married up there? Yeah, someone got married. Wow, nice. Wow, how do you walk with those shoes? Oh my god. Oh my god, xa lắm mọi người ơi. Oh my god. Oh, mình lên tới trên kia nha. Ráng lên. Cố lên. All right, come on guys. Anh quyết rồi mà không lên nổi. Ở trên này có người đám cưới, trên đây mình lên mình đi ăn cưới luôn. Wow. Ráng lên. Mới ăn quỵt mà đi mà không nổi. Đây, lên trail đây, mũi tên chỉ lên đây. Oh my god. Đòi đi nữa không vườn nè. Em lên chuẩn bị lên tới đỉnh. Rồi. Oh hi there. Oh my god. You almost there. Almost there guys. Oh wow. Nice. Are we almost there? Okay. Oh my god, what are you guys doing? You climb up there? Oh my god, be careful guys. Oh my god, are you guys okay? Mấy người chị leo núi nè. Hôm nay mấy chị leo núi à, quá giỏi. Gần tới rồi. Gần lên đỉnh rồi. Ráng lên. No. Right on the corner. Oh my god. Come on ladies. Oh.
Are you guys okay there? Phê chưa, phê chưa? Ê mấy chị, nay ai cũng giỏi hết, leo núi quá giỏi luôn. Rồi Triệu Anh là người cuối cùng hả? Rồi, lên lên lên. Còn nữa, lên. Từ mấy chị em của tụi em lên tới đỉnh của núi, cái này kêu là Artist Bluff. Nice, sao đẹp lắm nè, quay cho cả nhà coi nè. Đó, đẹp chưa? So beautiful. Đẹp quá trời luôn, có mấy người này gan quá ngồi ở sau. Đây, một dân nó đi coi dừng người. Đẹp quá à. Con tấm hình rồi thiệt mạng. Dạ đúng rồi, em nói là nguy hiểm đó. Vô đây đi. Chị Chi, no way. Đẹp thì đẹp, nguy hiểm quá. Leo núi xong rồi, bây giờ tụi em đi về. Đó, đường leo núi cũng gập ghềnh lắm, rất là trong gai. Lên tới đỉnh núi để chụp hình những tấm hình đẹp thì hơi cực chút. Bây giờ leo núi xuống. Chị kéo chị tư lên. Ơi chào mọi người nha. Bây giờ mình đi leo xuống núi đây. Yes, yes, sure. Alright, be careful, okay? Chú Anh, you okay? Alright, just be careful. Be careful, be careful. Đi cẩn thận nha. Bởi hôm nay mà mang guốc cao là mấy chị em là không xong rồi phải không? Đúng rồi. Đó, lên tới đỉnh mà chụp hình được đẹp là đi phải đi hơi hơi quát chút. Đúng rồi, đúng rồi. Là xong rồi. Xin chào mọi người nha. Hẹn mọi người lần sau nha. Okay, see everybody another time. Next video. Now we're climbing down now. It's a quiet walk. Đây, hôm nay bà con đi chơi về đói quá. Vô đây ăn cơm gia đình. Này ớt xào tỏi. Đây, happy birthday girl nè. Happy birthday girl nè. Này birthday girl chạy một tiếng mấy mới được ăn nè. Con muốn xào với bạn này là gì đó, cá hả? Cá chiên à? Cá chiên à? Hay quá. Chiên cái đi, chiên cho bánh đề gơ cái đi. 1, 2, 3. Chiên. Chiên cái bánh đề gơ nè.
Quay đã. Boss, my recommendation, we all sit allowed, not enough. Good, thank you, very good. Come on. Wow, so chill. Be ngon anh Thi. Wow, cua nó làm ngon quá ha. Cua sắp hấp dẫn. Hi, 1, 2, 3. Happy birthday. 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 Chúc mừng birthday hòa xã. Đây, rồi chia đi. Bỏ quên em có ly. Rồi, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Đẹp nhất là cái hồi nãy là có con Thi á, có đây rồi.